hơi nhỏ, xong chị đi thì chị thường làm phim ở phía ngoài chứ không vào trong này. Thì bây giờ là cắm nhang quỳ xuống luôn rồi. À, em Thảo em nhớ trước là em có trong band lên trên phía trên giùm em nhé, cái lá cờ là dòng chữ. Máy này được cái này nhẹ. Mình sẽ có mình cố gắng là chạy chạy hai cái không được có làm gì đâu chú ơi.
đó là À, đi rồi đảo. rồi, ok. Nếu mà trao đổi với bên đó trước thì phải lấy qua đường này. Nhưng mà tùy theo cái đường khách đi. À, nếu mà khách đi từ hướng thành phố rồi, hay À, là rồi dẫn chị biết mà. Rồi à, cái khu bếp Hoàng Cầm thì cũng nấu nướng này dạ kia đúng rồi. luôn, bà phục vụ du khách Dạ luôn. đúng rồi, đúng rồi. Mấy người vậy? Dạ đầu quay phim ạ. Mấy người vậy? Em chào anh Dạ hai người chơi. Dạ em là khu bên PTC, em có liên hệ hôm nay xuống đây xin quay một chút hình ảnh ấy. Thì chắc là phim báo và khi là em biết đến bạn đi bao lâu nay thì chắc lâu năm công tác rồi đúng không ạ? Đó thì cái sự cần về cái sự cảm giác này rất rất mới. Có hai người chơi. Em có một anh tài xế mà kia mà anh mệt quá rồi thì nghỉ quá. Rồi sớm luôn. Dạ. Giờ mình đi xuống hồi trường thứ hai. Có cấu trúc hình chữ A. Hôm nay có tác dụng chống sạt lở đất khu vực thảo lợi lớn của vùng. Giếng nước có độ sâu khoảng 15 mét, dùng cho việc ăn uống và thức đi qua sẽ rút ván vào ngụy trang bên trên, đối phương sơ ý sẽ lọt vào hầm trong. Tùy theo địa hình và dáng đất thì còn có một số đoạn sẽ ra được sông Sài Gòn. Và nhờ hệ thống địa đạo này mà quân dân Củ Chi đã bám trụ vững chắc được ý là những cô chú anh chị nào có độ tuổi từ 70 tuổi trở lên hoặc có bị bệnh tiền sử về tim mạch, cao huyết áp, Trang thì vui lòng đeo khẩu trang vô dụng con ạ. À. Và bây giờ mời cô chú chị sẽ di chuyển ra hướng này để đi tham quan thực tế ạ. À. Nên sau khi mà cô bác chị mình xem phim mà nghe giới thiệu mình cũng hay lắm chim mình. Ai chim về thì đi nhá. Nói cứ nói đến một nửa thôi. Ừ, biết rồi. Không đi chậm lại được, có thể là sẽ nhảy xuống như thế để mà đưa máy quay vô này để những cái chỗ đặc biệt, điểm đặc biệt thì tùy thôi. Chị cái nào dễ dễ à? Sợ không anh như một bầy quỷ, chúng đánh vào trong bờ gà vịt, chúng đánh vào cây lá, chúng đánh. Có cần đứng lên giới thiệu xong mình xuống không anh? Rồi xuống đây. Xuống. Rồi quay đầu lại đây, quay đầu lại đây. Nó lắng luôn, quay đầu lại nó lắng luôn. Ở dưới này thì xin mời xuống đây xem về cái giếng nước ở dưới địa đạo. Trong chiến tranh du kích dùng để lấy nước lên ăn uống sinh hoạt hàng ngày ở dưới địa đạo. Xin mời quý khách xuống xem dưới nước này có độ sâu khoảng 15 mét á. Xin mời đi. Sâu dưới nước sâu khoảng 15 mét rồi, bây giờ vẫn còn nước đấy. Rồi xin mời quý khách đi đó này. Thì như quý khách đã biết thì ở dưới đường hầm không phải là một lối, nó có ngã ba rất là nhiều lối đi. Đây là cái ngã ba, đây là ngã ba nói rất là nhiều lối đi, đấy chứ không phải là một lối. Nhưng mà trước địa đạo nó nhỏ hơn, bây giờ là nó rộng ra do yêu cầu tham quan của khách nước ngoài. Cho nên mình nới rộng ra tí xíu. Rồi xin mời. Cái lỗ vậy em kêu anh chui xuống sang chùa thu. Đừng quay nha. Cái lỗ này có quay không?
Không. Anh cứ làm bình thường đi anh ơi, anh cứ làm bình thường. Không quay là tôi làm khác, mà quay tôi làm cho nó dễ. Thì mình tính là quay quay chỗ đó đó. Chứ còn chỗ này nó hết lá rồi. Dạ. Ở nó dưới luôn rồi. Đang canh máy anh nữa. Canh mà canh. Đó ơi, tụi chị quay là phải chờ con chim con bướm chủ động như thế đấy. Phải biết rồi. Chỉ có được thoải mái thôi, nói chung là tụi tôi ra tụi em không không có ngại. Cái đúng ạ. Dạ, mình dùng là kim và cuốc đi đào bị đảo thôi chứ không có máy móc gì cả. Thằng ơi. Để quay rồi lên đi. Không, anh xuống anh quay rồi đi, rất là đẹp. Để phỏng vấn được không anh? Được. Rồi, anh ra luôn. Em sẽ đứng góc này, đứng bên góc này nhá. Để thấy được cái độc lập tự do. Bộ tư lệnh quân bên quân khu Sài Gòn Nghệ Định để họp bàn coi như là đang quyết định quan trọng đó. Đó, và sau đó thì anh Lê ạ. Một cái hầm như thế mà anh dẫn mình đi thì thường thường có mười mấy mét thôi nhé. Hồi nãy hả? Dạ. Nãy là 10 mét thôi. Hồi nãy mà khoảng 10 mét thôi. Cái ở trong phòng họp nó có đường hầm nữa nha. Đi qua đây lên cũng được này. Nó dài tầm khoảng 150 200 mét. Cái đó thì chắc mình không đưa vào khai thác thôi. Cũng có khách đi chứ mà ít ít á. Đi lấy dùm cái hầm đó thì sao lại lên. Mình dưới đường hầm lo được phải dễ. Đó, cho nên trường hợp đi để bảo đảm sức khỏe trung cấp thì chỉ đi ngắn lăng thì không nổi. Thế nhưng mà ông cha ta thì đã có bao nhiêu năm nhỉ? 20 năm đào bị đảo. 20 năm đào địa đạo là 20 năm rồi. Đâu từ 47, 48 đến 48 đến năm 54 là hết 7 năm rồi. 54 không có đào. À, bắt đầu từ năm 60, sau đồng khởi năm 60 á. Bắt đầu là đào tới năm 72. Là bếp nè. Có quay không? Có quay không? Không có quay đúng không? Không có quay thôi. Có nghĩa đến năm 60 năm 60 đến năm 72 là ngưng đào địa đạo. Dạ, ngưng đào nhưng mà vẫn sống được. Thôi, tóc nào cũng được. Không có tóc vàng cũng chê. Bếp mau ơi, bếp kính anh rất kính kìa. Cái bếp này thì nó rộng. Thế cái này rộng. Cái cổng để đạp. Mình phải ra qua cái cổng và quay lại trời như thế này. Chắc phải trời nó hưởng lên. Cái tour là tới đây xem bếp quần cầm. Qua bên kia xem một cái lầu trong. Giờ có cái giấy không bao giờ có. Chỉ như này là có thằng con trai. Đó là chương trình cơ vô mặt hồi. Liều. Không ai liều như các ông Việt Nam. Nói chung là rất là thắng phục người Việt Nam. Tại vì trên thế giới này không có cái thứ nhất lại đó người đạo cái chương trình mà cứ bơm rất là nguy hiểm. Không ai mà dám cưa hết đó, chỉ có Việt Nam dám cưa thôi. Không ai chứ không ngồi, ngồi luôn chứ có người thử. Mình là thiếu luôn. Tiếp đầu là làm được cái bữa xe.